Ok, chào buổi sáng mọi người nha. Thì hiện tại ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần này. Anh chúc mọi người có một ngày mới, tuần mới học tập và làm việc thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại bạn đang ở trên cái bài thứ ba nha mọi người. Thì cứ mỗi thứ hai đầu tuần thì bên đây nó sẽ có cái chuyện sự kiện tuần mới mọi người. Nên là mình lại tiếp tục đi review cho mọi người xem đây. Và chuyện sự kiện tuần lần này không biết là có gì hay và hấp dẫn không đây. Thì mình sẽ cùng bọn em đi khám phá nha. Ok. Sắp đến cấp môn 7 rồi. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong chơi đến cái quả đầu tuần mọi người là chú bà đạo có bán máy chặt ở trong cái thám hiểm rồi hoạt động. Ok, ngày hôm nay là mình mất cho mọi người 10k, mọi người sẽ được thử vũ khí lì xì một ngày. Vậy đây với sạch chỉ đẹp như cái này hoặc con tuần này xong hả, 20k mọi người sẽ được một set thời trang con ác thần cho mọi người có thân nha. Set thời trang này thì tại ở bên cái bảng này thì nó ở trong xếp hạng mọi người, mọi người đấu đạt tốt thì mới được sở hữu bao nhiêu ngày đó thì phải. Còn nếu mọi người muốn sở hữu bên biển thì phải nạp 20k mình sẽ được kiếm thôi, là 45 mọi người. 50k thì mọi người sẽ được 100 bao sạch chữ đẹp này, chứ và đắt khảo mọi người. Còn dấu chân hồng 100k thì được một set thời trang cam, tóc là ăn mặc để bẻ đi, còn cái khuôn mặt hóa trang, cái thân thì là bộ cầm áo trắng mọi người. 200k mọi người sẽ được một cái dấu chân cam mọi người, chống đá là sao thanh quang và túi quà thằng tí nha. Có 10 và 5 này. Và cao nhất là 500k thì mọi người sẽ được một cái trang bị in 34 tuổi mộng mơ mọi người. Thú cam, con lừa nhỏ này, con này như mới ra mắt nữa sao. Rương bùa level 7 ngẫu nhiên nằm lần đầu này đó. Thì vật phẩm tuần này của chúng ta là vòng hoa đó, lãn hoa. Còn cái này là gì đây, hoa sạch chỉ đẹp đây. Dùng để tặng người khác, người chơi khác thông qua sự kiện hoa sạch chỉ đẹp. Chắc kiểu như là tặng tặng mỗi xếp hạng hoa mọi người. Tôi đi nạp nha, 5k AP siêu túi tiên hoa bách. 10k mọi người sẽ được túi quà nguyên liệu này. 15k 100 đá sao, huy chương cầu phúc mọi người, quà khảo lấy 10. 25k 50k thì sẽ được một cái dấu chân cam nha mọi người, đàn guitar huy hiệu rồng đá tinh luyện cao. 100 căn cư thì sẽ được hai cái rương cầu phúc hiếm đá tinh luyện cao 200. 150k chung cư mọi người sẽ được đá sao thánh qua này, quả khảm level 2 mọi người, level 12 chứ. Rương cầu phúc hiếm nha, ba cái. Và cao nhất là 200k chung cư mọi người sẽ được quả trang bị trên bao 4 tuổi x2, một cái skin cam bằng nhược này, túi quà tinh luyện, tinh luyện tiêu phí thùng này 15k nè mọi người. 25k 50k 60k thì có sách đồ cam, 80k thì có đá thức tỉnh siêu. Ủa hồi mình nhớ mốc 50k là nó thường có cái mảnh đạo cụ mà này không có không ta. 100k chi phí mà nó muốn nắp 100k ta. Chi phí 100k có 40 cái mảnh kim ban đầu. 150k thì là quà khảo lên 10, túi quà siêu lớn, đá thánh quang ở đá sau cam rồi. 220k chi phí mọi người sẽ được trang bị nhìn bao 3 tuổi, đá tinh luyện cao và đá thành phẩm cao. Tôi đi đăng nhập nha. Ok, thì tuần này mọi người sẽ được free cái set Pokemon set Pikachu tốc độ mọi người. Ui xời, sẽ được cam tốc độ 200. Ngày đầu tiên thì sẽ được cái tóc tai nhọn mọi người. Và tiếp theo ngày 2 mọi người sẽ được đá sao cực này, túi quà bao ơ. Và ngày 3 thì được cái khuôn mặt cam vô cùng tự tin. Có số điểm danh 15 này. Ngày 4 thì được sắp độ cam, đá tinh luyện cao. Và ngày 5 là mảnh độ rồi, 25 cái thôi. Số điểm danh, quà đức thánh. Ok, và ngày thứ 6 thì mọi người sẽ được full set là cái thân này, chi chất vàng mọi người. Ngày 7 thì được cái cánh nè, cánh cam sừng hơ quý ảo mọi người, tốc độ 120, đánh tỉnh siêu. Ok, như vậy là xong nha mọi người ơi, nhận luôn nha. Túi quà ưu đãi đá sao thánh quang 9-20. Ok, mình mua luôn mọi người, thưởng nạp một cái thôi. Đây có thưởng nạp mỗi ngày, túi quà thưởng nạp mỗi ngày nè mọi người. Một kim cương, hai kim cương có đá vô cực này, 6 cam cương, 15 cương hiệu rồng, 15 cam kim cương thì có bản sắc chữ đẹp. Và cao nhất là 30 cam kim cương mọi sẽ được đi đá thưởng tượng siêu. Vòng quay may mắn nha mọi người. Vòng quay may mắn tuần này thì sẽ là con bé cá rồng
Bảo Ngư, Hoa Ngư và Bảo này. Mạnh Khiếu, và còn tuần này là Hoa. Đá sao đỉnh, còn Tú Cam đây là Hà Vũ Cơ Vân. Đá tinh luyện cao rồi. Bánh đồ nốt. Đá sao Thánh Quang. Chuyến bét này bê cao và tôi bằng lớn rồi. Dạ, đổi qua tuần này nha. Đây skin đẹp rồi, mình thấy cứ cho đổi biết rồi quá ta. Đây, mốc 250 thì là đá Thánh Quang cao nha mọi người. Bánh đồ nốt 150, 250. Đá sao Thánh Quang 4599 thì là mạnh chế tạo 5 tuổi nha. 1000. Ví dụ ra 10. 2555 đá tăng phẩm cao 2999 dấu chân cam phò mát mọi. 3999 thì là mạnh chế tạo 4 tuổi. Mạnh chế tạo 4 tuổi này còn mắc hơn 5 tuổi luôn. Và đây thì tuần này vũ khí lì xì là trở lại đâu nè mọi người. Với giá đổi là 6466. Hình như là có phải là tăng hơn so với lại lúc trước á. Cao hơn. Lúc trước mình nhớ không lầm thì là 6062 thì phải mọi. 6062 thì phải. Này thì nó lên tới 6466 á. Ok, và 4256 người sẽ được một con thú cam nha. Phi tiền bánh kẹo. Với cái mảnh đạo cụ này thì mọi người có thể đổi sang mấy cái đá thức tỉnh này. Đá tinh luyện cao nếu mà mọi người đã nâng bán mấy cái này mọi người. Ví dụ rồng nha. Đây, đó. Cái lúc nãy mình nói hả. Anh em có thể dùng mấy cái huy hiệu rồng hoặc là mảnh đạo cụ để có thể đổi xong cái vật phẩm và sạch chỉ đẹp rồi. Anh mua. Đó cho nên nằm xong các bạn xếp hạng ở dưới này chứ đâu. Làm liên tục nha mọi người. Làm liên tục đây. Mỗi ngày bao nhiêu mình cũng chả rõ đâu mọi người. Ngày đầu tiên mọi người sẽ được một cái tóc cam mọi người. Mái tóc dài bông bề, tốc độ 200 nha. Sẽ được cam 12, 12 thì được cái khuôn mặt này, quý tộc. Ngày 3, đó đánh quang cam. Ngoài bát hiếm, thú bào nguyên liệu, ngày món được cái thân mọi người. Lufa, Lufa. Cầm cái quạt hả? Ồ, cầm cái quạt hả? Giống như... gì trong 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 nhầm nhầm mấy phim con trai đó mọi người. Quạt này kiểu quân sư. Thì năm là mọi người sẽ được một cái khuôn, một cái dấu chân cam nha mọi người. Dấu chân kiếm tiên. Vừa góp nhỏ này, vừa góp tuần này là cái con thú cam thỏ ngọc cung trang với lại dấu chân phù nhiệm bí đỏ mọi người. Dấu chân cam mọi người. Ok, bạn xếp hạng nạp mấy chỗ hả? 82 gì nè. Đây đã có mấy bằng thưởng thì mọi người có thể vào cho mình xem. Top 2 là cái sách thể trang bị tự chọn luôn hả? Quan to lạc hầu. Vừa cầu phúc tự chọn. Nhưng cầu phúc hiếm mọi người. Nước tiếng sang dầu ở vô tiền như rác. Kéo gì này? Như chè chè. Thế như chè chè. Đâu đã đặt thẻ gì này? Bạn xem hạng mới sạch. Chữ đẹp đây nè mọi người. Để mình nói đi. Bạn xem hạng tổng xem thưởng nha mọi người. Đây, tôi bộ sẽ được cái danh hiệu học sinh gương mẫu. Học sinh gương mẫu 20 tháng 11 vinh danh tôi bộ 60k kim cương. Quà tôi gửi siêu cấp không gian. Thẻ trang bị tự chọn. Đá vô cực cái vào 12 mọi người. Top 2 thì được nhớ ơn thầy cô 35k kim cương. Và cái này thì là quà thú cưỡi may mắn không quạo. Top 3 thì quà thú cưỡi vui vẻ không quạo mọi người. 25k kim cương. Trang bị đến 34 tuổi x3 lần này. Ôi xôi 4 đến 15 rồi 1 x2 nha mọi người. 15k kim cương và dấu chân. Quà dấu chân ngọt ngào. Ok. Trận thắng thi đấu nha mọi người. Bình thường chẳng thấy sao bạn. Đây, mốc 222 chẳng thì mọi người sẽ được một cái dấu chân cam 616. 616 mọi người. Thầy các bé nha, tuần này bình thường chẳng trang bị cũng vậy luôn. Thập chân bét cũng vậy luôn. Yêu là cưới. Và quay nhận phẩm tuần này nha mọi người ơi. Đây, cái con bét là hoa người bảo bảo mọi người. Đá sao thánh quang. Trang bị cái hoa bóng tuổi nè. Dấu chân ngọt ngào. Thánh quang nè, thánh quang cam. Hát tình siêu ở rừng cầu phúc vô cực. Đá tinh luyện cao nha mọi người. Ok, mình quay luôn. Quay một lần. Hát tình siêu hả? Xem online tuần này có gì không? Cũng bình thường nha mọi người. Ok, như vậy là xong nha mọi người ơi. Đó thì mình vừa mới review full chi tiết về cái chuyện sự kiện tuần lần này rồi mọi người. Thì anh em có thấy mấy người có cái gì thì nhớ để lại bình luận dưới nha. Và xin đến xem mình nhé, cho mình xin một like nè. Và đừng quên like nha, bật cho nó làm bất kỳ video nào mới nhất của mình nha.
Ok, cậu ra thì cậu ra clip tiếp theo thôi. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.